Chuyển sang các thông tin thời sự quan trọng khác. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 33. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch, quản lý sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC thực hiện, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự. Trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Chí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Đinh Văn Thu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang; đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trần Đình Tùng, nguyên Tỉnh ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Mai Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Thanh Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Nguyễn Phú, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lê Ngọc Tường, Giám đốc Sở Ngoại vụ, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế; Thân Đức Sửu, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trần Bá Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Lê Ngọc Tường, Nguyễn Văn Văn, cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đối với đồng chí Thân Đức Sửu; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thọ; cảnh cáo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Xây dựng các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí Đinh Văn Thu, Nguyễn Hồng Quang, Huỳnh Khánh Toàn, Nguyễn Phú, Trần Thanh Hà. Khiển trách Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 và các đồng chí Lê Chí Thanh, Mai Văn Mười, Nguyễn Thanh Hồng, Trần Bá Tú. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí Phan Việt Cường, Trần Văn Tân, Trần Đình Tùng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi ủy và đồng chí Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, chi ủy Cục thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Cục thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước kéo dài nhiều năm trong khi thi hành án dân sự, trong việc phối hợp lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm chấp hành hình phạt tù và đặc xá cho người có nghĩa vụ thi hành án dân sự, trong thu chi tiền thi hành án, mua sắm, sửa chữa tài sản, trong công tác cán bộ, nhiều cán bộ, chấp hành viên bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội,
ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và ngành thi hành án dân sự, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Viết Xuân, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng. Cảnh cáo Chi ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và đồng chí Phạm Quốc Việt, nguyên Bí thư Chi bộ, Cục trưởng. Khiển trách các đồng chí Phó Cục trưởng, nguyên Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Duy Quốc, Nguyễn Đức Biên, Nguyễn Nguyên Hồng, trưởng phòng tổ chức cán bộ. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả giám sát đối với Ban Cán sự Đảng và các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Dân tộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Long An. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công du Hoa Kỳ dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, chiều ngày 15 tháng 11 theo giờ địa phương, tại thành phố San Francisco, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ APEC. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thông báo đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ về những chính sách và định hướng chiến lược của Việt Nam trong phát triển kinh tế. Nhấn mạnh nhiều năm qua Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam, qua đó mang lại giá trị thiết thực cho cả hai bên. Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam là một điểm đến đầu tư hấp dẫn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Việt Nam đang nỗ lực không ngừng trong cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng đầu tư vào Việt Nam đạt hiệu quả cao, đem lại lợi ích cho chính các doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Việt Nam luôn thấu hiểu và chia sẻ về các băn khoăn của doanh nghiệp Hoa Kỳ trong tiến trình đầu tư tại Việt Nam. Đây cũng là những vấn đề trọng tâm trong nỗ lực đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp và nhất là các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là trên các lĩnh vực là thế mạnh của Hoa Kỳ như đổi mới sáng tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, nghiên cứu và phát triển. Việt Nam khuyến khích các chương trình, dự án quan tâm đến phụ nữ, trẻ em, người dân vùng sâu vùng xa và sẵn sàng lắng nghe các ý tưởng mới, khuyến nghị chính sách của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Cho biết trong chuyến công tác đến San Francisco lần này, có lãnh đạo một số địa phương giàu tiềm năng, lợi thế của Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các doanh nghiệp tập đoàn Hoa Kỳ quan tâm tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các địa phương này. Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa hai bên chỉ thực sự có hiệu quả khi có sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ với các địa phương của Việt Nam. Về một số vấn đề còn đang là trở ngại trong hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng có tiếng nói để chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận cơ chế kinh tế thị trường của Việt Nam, sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách hạn chế hỗ trợ chất bán dẫn để tạo điều kiện cho các chương trình, dự án hợp tác giữa hai bên. Tại thành phố San Francisco, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự và phát biểu tại tọa đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp và địa phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Mark Napper, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN Ted Osius, đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đánh giá cao đông đảo các doanh nghiệp, các địa phương của Việt Nam và Hoa Kỳ đã tham dự tọa đàm bàn tròn kết nối lần này. Chủ tịch nước cho rằng các thỏa thuận và hợp tác cấp cao chỉ thành hiện thực và tạo kết quả khi có sự gắn kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và địa phương hai nước. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam chào đón các nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam đang quan tâm. Việt Nam đang nỗ lực tối đa để đổi mới và hoàn thiện thể chế nhằm tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam, yên tâm kinh doanh, mở rộng sản xuất, đầu tư phát triển. Tôi chào đón quý vị đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam hiện nay đang quan tâm như công nghệ cao, sản xuất chip, chất bán dẫn, kinh tế xanh, kinh tế số, thanh toán không dùng tiền mặt. Những dự án mà có thể mang lại lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp và cho người dân. Và điều đó sẽ làm cho hai nước của chúng ta sẽ gắn bó chặt chẽ với nhau hơn. Tôi có thể khẳng định với quý vị rằng chúng tôi đang nỗ lực tối đa để đổi mới và hoàn thiện thể chế nhằm tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hoa Kỳ khi vào Việt Nam yên tâm làm ăn, mở rộng sản xuất, đầu tư phát triển
những vấn đề mà các bạn thấy chưa hài lòng, chưa an tâm về thủ tục hành chính, về cách thức giải quyết những vướng mắc khó khăn, nó cũng là vấn đề ưu tiên của chúng tôi. Nó cũng là vấn đề mà chúng tôi chưa thực sự hài lòng, và chúng tôi sẽ nỗ lực để khắc phục và giải quyết. Phát biểu tại tọa đàm, ông Ramin Toloi, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề kinh tế và kinh doanh, đánh giá cao các vấn đề Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa nêu, đồng thời cho rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được xác lập giữa hai nước chính là cơ sở để phát triển hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn. Các lợi thế của Việt Nam và sự hợp tác từ phía Hoa Kỳ sẽ giúp xây dựng kỹ năng cho lực lượng lao động cả hai quốc gia, cũng như tận dụng tối đa tiềm năng của hai nước. Kết thúc tọa đàm, Chủ tịch nước đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành địa phương hai nước trong một số lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, giảm phát thải khí nhà kính, phát triển các khu công nghiệp, phát triển đô thị và du lịch sinh thái, tiêu thụ nông sản, ươm tạo nguồn nhân lực thiết kế vi mạch, cơ sở hạ tầng cảng biển, trí tuệ nhân tạo, phát triển năng lượng tái tạo. Thưa quý vị, chiều nay 16 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã dự lễ khai khóa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Lễ khai khóa của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm nay có chủ đề Giáo dục đại học và vai trò kiến tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho đất nước trong giai đoạn mới. Sau hơn 28 năm xây dựng và phát triển, đến nay Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh đã trở thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng. Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh thuộc top 1.000 các trường đại học tốt nhất thế giới, có nhiều ngành, nhóm ngành và lĩnh vực được vinh danh với 9 nhóm ngành học đạt vị trí cao. Có 5 trên 9 ngành học đứng đầu Việt Nam gồm các ngành kỹ thuật dầu khí, kỹ thuật điện và điện tử, kỹ thuật hóa học, khoa học môi trường và hóa học. Chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo không ngừng được đổi mới theo hướng hiện đại. Công tác tuyển sinh được cải tiến và triển khai một cách đồng bộ với phương thức ngày càng đa dạng phù hợp. Hiện tại, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành một hệ thống trên 100 phòng thí nghiệm, là một trong những đơn vị đứng đầu cả nước về công bố khoa học. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành nhiều thời gian phân tích về giáo dục đại học trên thế giới và Việt Nam, trò chuyện với sinh viên, học sinh Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để các sinh viên học tập, rèn luyện, nghiên cứu, sáng tạo, trang bị cho các bạn hành trang đầy đủ nhất để bước vào đời, để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, những công dân toàn cầu. Vì vậy, các bạn sinh viên cần chủ động, tích cực, tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, nâng cao năng lực cá nhân, đặt mục tiêu học tập, nghiên cứu rõ ràng, phát triển khả năng tự học và nâng cao năng lực chuyên môn, tham gia vào các dự án và chương trình liên quan đến phát triển cộng đồng, tích cực sáng tạo và tư duy phản biện. Cùng với đó là tích cực học hỏi và tìm kiếm cơ hội trong các chương trình giao lưu quốc tế, khám phá cơ hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo ra các ý tưởng mới và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn. Đặc biệt, Thủ tướng mong sinh viên mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng chính sách và ra quyết định của các cấp chính quyền, tham gia tích cực vào các diễn đàn thảo luận, cuộc họp và sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, sinh viên, học viên chương trình tài năng của các ngành khoa, nhất là các ngành khoa học cơ bản, thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản mạnh mẽ hơn nữa, góp phần thúc đẩy xã hội học tập suốt đời. Thứ hai là chú trọng thu hút, trọng dụng và phát triển đội ngũ các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành, những người đam mê nghiên cứu khoa học, những người có ý tưởng trong nghiên cứu và những người muốn học tập suốt đời. Thứ ba là tập trung xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các vấn đề xã hội nổi lên thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Với một thế hệ trẻ tràn đầy nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, nhiều ước mơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng những khát vọng của tuổi trẻ sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, chắp cánh và trở thành hiện thực, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 11, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đại biểu đóng góp ý kiến vào báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật đất đai sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội lùi thông qua dự án luật này. Điều hành các nhóm nội dung cho ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi,
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phân loại rõ các nhóm nội dung cần cho ý kiến để bảo đảm rà soát, hoàn thiện dự án luật hiệu quả nhất. Đa số các vấn đề lớn của dự án luật hiện đã được sự nhất trí cơ bản của tất cả các bên, trong đó có quy định về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài liên quan đến đất đai. Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng vẫn là công dân Việt Nam có đầy đủ quyền và nghĩa vụ đất đai như công dân Việt Nam ở trong nước. Đây cũng là một bước đổi mới, cũng rất là mạnh mẽ. Và nếu mà chúng ta thực hiện được như thế này thì cũng là một cái bước để mà thực hiện chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 36 về thu hút cái sự đóng góp của người Việt Nam định cư nước ngoài về cả kiều hối, về cả đầu tư để mà đóng góp cho phát triển đất nước thì cũng rất là tốt. Tập trung cho ý kiến vào nhóm nội dung đang có nhiều phương án như phương án định giá đất và các trường hợp, điều kiện áp dụng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nội dung này càng công khai, minh bạch càng tốt, không có lý do gì mà không quy định trong luật. Khó nhất là ở vấn đề này. Nếu mà anh không quy định trong luật thì cuối cùng rồi vẫn phải làm sai. Rồi không dám làm đâu. Thì quy định trong luật thì người ta mới làm được. Thì anh mà dưới người ta mới làm để bảo vệ được cán bộ. Chứ bây giờ bốn phương pháp này chứ nói tù mù thế rồi cuối cùng nghị định chính phủ nếu không phải là luật thì chỉ đi hướng dẫn thôi. Thế nên nguy cơ rất là khó, cho nên càng không cay minh bạch thì càng tốt. Về việc thông qua dự án luật theo quy trình 3 kỳ họp như dự kiến ban đầu, do nhiều nội dung còn có ý kiến khác nhau, trong khi đây là dự án luật quan trọng, có nhiều tác động và hệ lụy đối với các hoạt động kinh tế, xã hội và đời sống của người dân. Vì thế, chất lượng của dự án luật phải được đặt lên hàng đầu. Các đại biểu thống nhất báo cáo Quốc hội xem xét chưa thông qua dự thảo luật tại kỳ họp thứ 6 này. Việc này sẽ được thực hiện tại kỳ họp gần nhất. Thưa quý vị, đối tượng hưởng chế độ thuê nhà ở công vụ được sửa đổi theo hướng mở rộng, đáp ứng nhu cầu sử dụng, đồng thời bảo đảm khả năng triển khai trong thực tiễn. Đây là nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm cho ý kiến trong phiên họp về luật nhà ở sửa đổi chiều nay tại nhà Quốc hội. Luật nhà ở hiện hành đã quy định đối tượng được hưởng chế độ thuê nhà ở công vụ. Dự thảo luật lần này mở rộng thêm đối tượng là hạ sĩ quan. Đề nghị chính sách hưởng chế độ thuê nhà công vụ được mở rộng đến cán bộ, công chức, viên chức khi đi công tác, không chỉ với vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị chính sách cần tiếp tục được mở rộng trong phạm vi ngân sách cho phép. Chế độ nhà công vụ tôi đề nghị là cần phải có một cái nhìn dài hạn hơn. Việc chúng ta có đủ nguồn lực hay không thì trong luật mình quy định lộ trình. Theo lộ trình đúng không? Theo sự phát triển của đất nước. Nhưng mà chính sách thì phải xuyên suốt. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng nêu quan điểm cho rằng nếu mở rộng đối tượng hơn nữa thì khó bảo đảm khả năng thực thi. Có 3.600 bao nhiêu người làm công tác cơ yếu thôi. Đấy, và quân đội bố trí được. Trong đó có cả là không phải là ở vùng sâu vùng xa. Thì số lượng nó không có nhiều. Đấy, thế nhưng mà nếu mà mở hết ra thì tôi nói bây giờ toàn bộ công an xã là hầu hết là điều động từ nơi khác đến chứ có phải người tại chỗ đâu. Thế thì lấy đâu ra nhà công vụ ở xã cho anh em. Cho nên là chính sách tôi thấy là thiết kế như trong luật này là đã mở lắm rồi. Nhưng mà có lẽ tùy cái quỹ nhà ở công vụ của lực lượng vũ trang đấy, hay là của địa phương gì đấy và cái số cán bộ điều động luân chuyển ấy, thì giao cho ông bộ trưởng, ông chủ tịch tỉnh ấy là xem xét cân nhắc. Tán thành với quan điểm trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, dự thảo luật cần diễn đạt ý rõ hơn về các đối tượng được hưởng chính sách nhà công vụ. Dự thảo cũng đã mở rộng về các đối tượng là cấp phó thủ trưởng ngành cấp tỉnh, cấp huyện, phó chủ tịch huyện, phó giám đốc sở được bố trí nhà ở công vụ. Luật nhà ở sửa đổi sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 27 tháng 11 tới đây. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Liên quan đến vấn đề xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị chính phủ sớm có phương án cụ thể về xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản để tránh tạo khoảng trống pháp lý. Đối với nội dung về đặt cọc trong kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, để bảo đảm thể hiện đúng bản chất của việc đặt cọc, đồng thời hạn chế rủi ro cho bên mua, thuê mua, thường là bên yếu thế. Dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán
cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng từ khách hàng khi nhà ở, công trình xây dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của luật này. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng. Bên cạnh đó, dự thảo cũng chỉnh lý lại về thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, trình hai phương án để Thường vụ Quốc hội xem xét. Hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã đến dự và chung vui với bà con làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Trong không khí rộn ràng ngân vang của tiếng cồng chiêng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương biểu dương những thành tích mà chính quyền cùng nhân dân làng Ó đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ đó, đời sống của bà con ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương mong muốn bà con sẽ tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua để xây dựng đời sống, khu dân cư ngày càng phát triển, đoàn kết, ấm no và ổn định, góp phần xây dựng địa phương, quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc đã tặng quà cho cán bộ, nhân dân và già làng của làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, đồng thời tặng hai ngôi nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo khó khăn về nhà ở làng Ó trị giá mỗi ngôi nhà 75 triệu đồng. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chủ trì họp ban chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về đề xuất việc triển khai thực hiện quyết định số 899 ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược thu hút trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thời gian qua, Cục Cán bộ đã phối hợp xin ý kiến 7 cơ quan và tổ chức hội thảo với các cơ quan đơn vị thống nhất đề xuất xây dựng đề án thu hút trọng dụng nhân tài trong Quân đội Nhân dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đại tướng Lương Cường biểu dương tinh thần trách nhiệm của cơ quan thường trực xây dựng đề cương đề án, nhấn mạnh đây là những nội dung quan trọng, yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các nội dung đề án, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đồng thời tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dự báo, nắm tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất thực hiện tốt các nhiệm vụ. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với 3 bộ, 8 địa phương về tình hình triển khai cải cách thủ tục hành chính trong năm 2023. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu rõ, còn những tồn tại các bộ, địa phương cần chú ý khắc phục như dịch vụ công chưa thực chất, việc số hóa vẫn còn chậm và chưa phát huy được hiệu quả, chưa cấp được kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số hóa còn rất thấp. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, tập trung rà soát, cắt giảm những thủ tục hành chính hiện hành, đồng thời phải thận trọng, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính mới, bảo đảm các thủ tục hành chính dễ hiểu, dễ thực hiện và công bố đầy đủ, công khai, kịp thời theo quy định. Phó Thủ tướng cho rằng bộ, ngành, địa phương nào đánh giá một cách thực chất sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và công bố công khai kết quả đánh giá đó thì chắc chắn sẽ đạt được những bước tiến lớn trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Trở lại với diễn biến mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, ngày hôm nay, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuống vùng rốn lũ để thăm hỏi động viên người dân, đồng thời chỉ đạo các địa phương khẩn trương nắm bắt nhu cầu thực phẩm của người dân để cấp phát kịp thời. Chiều ngày 16 tháng 11, mực nước trên các sông Hương, Bồ, Ô Lâu vẫn duy trì ở mức cao. Tại các rốn lũ của huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy, Phú Lộc, hàng chục nghìn nhà dân vẫn ngập trong nước. Người dân phải dùng ghe, thuyền để di chuyển. Vì vậy, công tác thống kê thiệt hại vẫn chưa được triển khai. Hiện nay thì đã trên hơn 2.000 hộ là bị ngập từ 0,3 cho đến 1 mét. Và chúng tôi cũng đã tích cực chuẩn bị những ngày qua và đã di rời 233 hộ sơ tán trong qua các nhà cao bên cạnh. Bên cạnh nguồn lương thực hỗ trợ của tỉnh, trong ngày hôm nay, các địa phương tại Thừa Thiên Huế cũng đã bắt đầu xuất kho chuyển hàng nghìn thùng mì, gạo xuống các xã để cấp phát cho người dân.
các tổ chức, cá nhân trong tỉnh cũng xúc tiến hoạt động cứu trợ để kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ. Thì chúng tôi đang tiếp tục nắm thông tin để bất kể cái hồ nào mà cần có những cái cứu trợ cơ bản về đồ ăn thức uống, về cái hoàn cảnh thì các cấp chính quyền thì vẫn sẵn sàng chuẩn bị sẵn nguồn lực cũng như là phương tiện thiết bị để mà tiếp cận được với bà con, kể cả các cái trường hợp đau ốm nặng mà cần đi cấp cứu. Theo dự báo, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ lũ chồng lũ rất có khả năng sẽ xảy ra. Lúc này, Thừa Thiên Huế đã đôn đốc các địa phương quan tâm, sâu sát, gần dân hơn nữa để nắm bắt nhu cầu của từng hộ, tuyệt đối không để dân đói rét. Chú ý các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, đồng thời có phương án di rời người dân và tự quản tại chỗ đối với học sinh nghỉ học nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người. Thưa quý vị, trong hai ngày 15 và 16 tháng 11, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nhiều điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 14E trên địa bàn huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ đã có nhiều biện pháp để bảo đảm cho phương tiện vận tải lưu thông an toàn. Đêm ngày 15 tới rạng sáng ngày 16 tháng 11, trên quốc lộ 14E đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở như thế này. Trong đó, điểm sạt lở gần đập thủy điện Đắc Mi 4 rất nghiêm trọng, với hơn 30.000 mét khối đất đá từ ta luy dương đổ xuống lòng đường, gây ách tắc trong nhiều giờ. Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực huyện Phước Sơn cũng đã xảy ra sạt lở ta luy dương. Gần 20.000 mét khối đất đá lấp kín lòng đường khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn. Các đơn vị đã tổ chức chốt chặn, huy động lực lượng, máy móc khẩn trương san ủi. Trong ngày hôm nay là có hai điểm sạt lở, chỗ 1372 và chỗ Đằng Hồi với cái điểm này 1377 cộng 470. 1372 thì nó sạt lở ít là cỡ 30 phân thì cũng đã đánh xe xuống đó để thông rồi. Và hiện tại thông xong là sẽ lên đây để mà thông cái điểm 1377 cộng 470 này, cái điểm này cũng lớn. Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu công an các huyện Phước Sơn, Hiệp Đức cho dừng phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 14E để khắc phục sự cố. Tại huyện Nam Trà My, một ngôi làng với 30 hộ dân ở xã Trà Leng đã bị cô lập. Để vào làng, người dân phải đánh đu mạng sống của mình khi vượt qua dòng suối xiết bằng một cây cầu đặc biệt là khúc gỗ bị nước lũ cuốn từ thượng nguồn về. Khu vực này vào tháng 11 năm 2020 đã xảy ra trận lũ quét làm nhiều người chết và mất tích. Thưa quý vị, mưa to trong 5 ngày liên tiếp đã gây sạt lở nhiều điểm tại một số tuyến giao thông ở khu vực miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cao tốc La Sơn - Túy Loan xuất hiện nhiều điểm bị sạt lở ta luy dương. Hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức điều tiết giao thông, tiếp tục tiến hành dọn dẹp bùn đất để bảo đảm lưu thông an toàn. Thưa quý vị và các bạn, do mưa lớn kéo dài đã dẫn đến kia hiện tượng là đất ở tại cái đoạn sạt lở này đã bị nó nước và hiện nay thì đang liên tục tràn xuống lề đường gây cản trở giao thông ở đây. Đây là tình trạng sạt lở tại cao tốc La Sơn - Túy Loan sau 5 ngày mưa lớn liên tục. Điểm sạt lở nặng nhất tại km số 46 cộng 300, địa phận xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Khoảng 10.000 mét khối đất đá trên núi bị sạt xuống, tràn ra mặt đường, gây cản trở giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức điều tiết giao thông, tiếp tục tiến hành xử lý hiện trường, đảm bảo lưu thông an toàn. Do khối lượng đất đá quá lớn, nên các phương tiện mới chỉ lưu thông được ở một nửa của phần đường. Đặc biệt là đây cái vùng núi cao, thành ra là buổi từ chiều đến đêm là mưa rất lớn. Thành ra đây là rất khó khăn cho công tác khắc phục. Đây là chúng tôi làm cái lều là ban điều hành chỉ đạo là trực tiếp ở tại chỗ để với phương châm là bốn tại chỗ để kịp thời khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt. Theo ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân, khối đất đá trên sạt lở từ móng ta luy dương kéo dài khoảng 80 mét. Trước mắt, đơn vị bảo trì sẽ xử lý khối bê tông. Riêng phần đất, bùn phải chờ thời tiết khô ráo mới có thể dọn triệt để. Đơn vị bảo trì đã bố trí nhân lực chốt chặn hai đầu cho xe di chuyển một chiều để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, đến thời điểm này, một số địa phương ở phía Nam miền Trung cũng đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng mưa lớn kéo dài. Hàng nghìn học sinh tại huyện Tuy Phước, Phù Cát, tỉnh Bình Định đã phải nghỉ học do mưa lũ, trường học bị ngập nước và đường giao thông bị chia cắt. Trong khi đó, từ đêm qua ngày 15 tháng 11, nước từ thượng nguồn đổ về cộng với trời mưa to đã làm ngập nhiều căn nhà tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Và ngay trong đêm, để bảo đảm an toàn, ở ngoài kê đồ đạc lên cao, người dân còn phải treo lên các đồ đạc như bàn hay ghế để tránh lũ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến mưa lũ tại các tỉnh miền Trung trong các bản tin tiếp theo.
Còn bây giờ, chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.